Tu Văn Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Đây, máy có một chút chóc sơn li ti cho mọi người nhé. Như thế gọi là máy đẹp 99, còn lại là đẹp mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì, áp căng mọi người nhé. Đấy, bản 64GB quốc tế, pin theo máy thì còn 86%, 86% mọi người nhé. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 13.500.000, đã bao gồm miễn phí ship, tặng phụ kiện chất lượng và bảo hành 12 tháng mọi người nhé.